Mèo Ú Review xin chào tất cả các bạn. Các bạn cảm thấy thế nào khi xem những hình ảnh trong video này? Bạn nào bị rùng mình nổi hết da gà giống mèo thì giơ tay. Không biết chắc chắn những sinh vật đang ký sinh trên cơ thể cậu bé là gì? Nhưng nếu là những con ve chó thì đây thực sự là một ám ảnh kinh hoàng. Người mẹ đang cố gắng gãi ở những vùng da xung quanh để giúp cậu bé bớt ngứa hơn. Chắc hẳn cơn ngứa ngáy khó chịu phải khủng khiếp lắm. Tuy nhiên phải chú ý nhẹ tay để tránh làm những sinh vật kia vỡ da. Bởi như thế rất dễ gây ra tình trạng nhiễm trùng và sức khỏe của cậu sẽ bị đe dọa. Thế nhưng không muốn chứng kiến con mình phải chịu đau đớn thêm nữa, người mẹ đã đưa ra một quyết định táo bạo, đó là sẽ tìm cách tách chúng ra. Quá trình này có thể sẽ vô cùng đau đớn nhưng thà rằng đau một lần rồi thôi. Thật may là dùng cái bay đi nhẹ vài đường từng con đã được lấy ra. Những phần da sạch sẽ phải dùng bông y tế để lau khô. Tuy mới đi được một nửa chặng đường nhưng cậu bé đã mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng hiện tượng này quả là hiếm gặp và thực sự nguy hiểm. Những thứ ký sinh này có thể sẽ hút hết máu và chất dinh dưỡng của vật chủ. Cụ thể ở đây là cậu bé tội nghiệp, khiến cậu trở nên gầy còm và suy nhược. Thật may cậu có một người mẹ hết lòng vì con, chứ Sukarna để thêm một thời gian nữa chắc khó lòng mà sống sót. Đa số sinh vật đáng sợ đã bị loại bỏ, chỉ còn lại số ít nữa thôi. Cậu bé dũng cảm của chúng ta sắp được giải thoát khỏi những đau đớn dày vò. Mèo vẫn mong rằng đây là một sinh vật vô hại nào đó vô tình ký sinh chứ không phải những con ve chó đáng sợ. Nếu không đây sẽ là lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta. Hãy cố gắng giữ gìn vệ sinh, tránh xa những loài có khả năng lây nhiễm và ký sinh trên con người. Việc lấy những con còn vướng lại trên tóc khiến cậu bé đau đớn hơn nhiều. Người mẹ phải dùng tới cây kìm nhỏ để lấy chúng ra. Đã bắt đầu nghe thấy những tiếng khóc nức nở. Quả là một cậu bé dũng cảm. Từ đầu đến giờ chắc cậu đã chịu đựng rất nhiều để không rơi giọt nước mắt nào. Cho đến bây giờ thì mọi thứ đã vỡ òa không thể kìm nén được nữa. Các bạn thấy sao về tình huống đáng sợ này và nghĩ sinh vật kinh dị kia là gì? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận cho mèo biết với nhé. Cách không xa nơi cậu bé sinh sống, có hai anh báo thủ là anh Bảy Trọ và anh Ba Trà Cú. Gánh nặng hàng ngày của họ vẫn là miếng cơm manh áo nhưng thay vì phải bán mình cho tư bản, họ có thể khai thác từ chính khu rừng nơi mình sinh sống. Hôm nay anh Ba vừa phát hiện ra một thứ rất thú vị, chỉ thấy họ đang cầm hai bó lá rất lớn bốc khói nghi ngút để đuổi lũ ong đi. Thì ra đây là cách đuổi ong nhanh chóng và hiệu quả nhất. Kiến thức bổ ích này đã được tiếp thu, mọi người nhớ ghi lại nhé. U là trời, hiện ra trước mắt là một tổ ong siêu to khổng lồ với lớp mật vàng óng. Hôm nay các anh trúng mánh rồi. Ta đa cùng ngắm nhìn thành quả sau một hồi chật vật đuổi ong này. Nhìn cái tổ ong chất như nước cất luôn, phần sáp ong cực dày với tảng mật to trà bá lửa ở giữa. Ngày hôm nay hai anh sẽ hướng dẫn mọi người cách làm một món cực độc lạ Bình Dương, đó là sáp ong nướng lá chuối. Bước đầu tiên vẫn là phải nhóm được bếp đã. Sau khi lửa đã lên thì anh Bảy Trọ cắt lấy một miếng sáp lớn, nhanh tay cuốn nó vào lá chuối rồi quét lên đó chút ớt xanh cho đậm đà. Quay qua thì cái giá đỡ đã được anh Ba Trà Cú lắp ghép xong, đặt miếng sáp ong lên trên bếp lửa và chờ nó chín. Trong lúc đó, hai anh sẽ đi qua thẩm chất lượng mật. Món mật ong rừng nguyên chất này thì độ ngon nó là ghế rồi vì không phải bàn. Ăn nguyên phần sáp sống ở ngoài thôi cũng thấy cái nách nó nhảy tanh tách rồi. Giá mà ngày nào cũng có được một cái tổ ong như này thì tốt quá. Chẳng mấy chốc miếng sáp ong nướng lá chuối cũng đã chín. Vừa mở ra mùi thơm xộc thẳng vào mũi. Nhìn qua màn hình thôi mèo cũng có thể ngửi thấy. Khi được nấu chín những miếng sáp trở nên mềm hơn và mọng nước. Cắn đến đâu nước ứ ra đến đấy. Hai anh này có tiềm năng làm mukbang được đấy nhỉ? Nhìn họ ăn mà tự nhiên mèo thấy đói ngang luôn á. Phần ngon nhất là những con nhộng con béo ngậy ngọt bùi còn đang nằm trong kén. Đây quả thực là mỹ vị nhân gian. Oánh chén no say hai anh báo khiêng chiến lợi phẩm về để dành mai ăn tiếp. Cái tổ này chắc cũng phải ăn được mấy ngày. Ở bên này anh hacker lỏ cũng đang sinh tồn nhưng nó lạ lắm. Địa điểm anh chọn là một hoang đảo vắng vẻ với rất nhiều sinh vật độc lạ mang tên Bình Dương. Hãy đồng hành cùng mèo Ú để xem anh lỏ sẽ gặp những điều thú vị gì trong chuyến đi này nhé. Vừa mở mắt dậy sau một đêm say giấc, việc đầu tiên anh làm không phải đánh răng rửa mặt mà là đi kiếm đồ ăn. Ở trên đảo này có gặp ai đâu mà phải mất thời gian cho mấy việc ấy. Cứ phải có cái gì lót dạ đã cho nó chắc cú. Không thì anh lại chết khai dấu ở đây mất. Cái hôm bị vợ đuổi ra khỏi nhà anh chỉ kịp mang theo cái túi đồ nghề này với cái khố dai thôi. May mà trong đây vẫn có đầy đủ những vật dụng cần thiết. Quan trọng nhất là cây phóng lợn và con dao găm này. Chúng nó sẽ là cần câu cơm giúp anh sống sót ở đây. Đằng nào thì cũng bị đuổi rồi nên anh quyết định sẽ tận hưởng những ngày tháng này. Ở nhà con vợ hôm nào cũng bắt ngày 2-3 lần thì ai mà chịu được. Biết đâu đây lại là cơ hội cho anh được thư giãn sau những ngày trả bài căng thẳng. Con người chứ có phải con trâu con bò đâu mà bắt cày hùng hục như thế. Anh lỏ tin rằng với khả năng bách phát bách trúng của mình, anh sẽ có bữa buffet hải sản no nê vào tối nay. Con sư tử Hà Đông ở nhà sẽ vì không chịu được mà tới năn nỉ ỉ ôi xin anh trở về. Nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng như thế. Câu chuyện nghe có vẻ đẹp nhưng thực tế thì phũ phàng hơn nhiều. Muốn biết cái kết sẽ nở hoa hay bế tắc các bạn nhớ theo dõi đến cuối video nhé. Là một người hướng nội phát tâm, anh lỏ có thói quen nói hơi nhiều một chút. Thấy trời nắng quá anh tìm một chỗ râm mát hơn để nói tiếp. Anh không ngừng than thở về cuộc đời anh, về phận trai 12 bến nước. Từ ngày lấy vợ anh đã quên mất sự tự do có mùi như nào.
Sau khi lấy tinh thần, anh quyết định sẽ căng cơ đít thít cơ mông phi tấm thân mỏng manh này xuống nước. Xuống làm gì rồi lại phải lên, vừa ngụp lặn được mấy cái đã thấy anh chạy lên bờ. Cứ đà này thì không biết bao giờ mới có cá mà ăn. Sống trên hoang đảo nhưng lại bị sợ nước nó khổ thế đấy các bạn ạ. Phải đi kiếm ngụm nước dừa giải khát lấy lại tinh thần cái đã. Dừa không thấy đâu mà lại có mấy chai nhựa bị vứt bừa bãi. Người đến trước đúng là vô ý thức mà. À may quá có một quả dừa nhưng lắc lên thì có vẻ ruột đã rỗng. Hiền lành thì ăn hành liền có một quả dừa tươi ngon ngay gần đó. U là trời, đang loay hoay tìm cách bổ nó ra thì anh thấy thêm một quả nữa. Đúng là ở ngoài đảo, không có gì ngoài dừa cả. Mà nước của mấy quả dừa này phải gọi là ngọt thôi rồi Lượng ơi. Mấy em gái mưa cũng tuổi gì sánh vai luôn. Mấy con cá trà bạc với cá trà bu ngoài kia thì cứ phải từ từ chờ anh giải nhiệt cái đã. Đời còn dài cá còn nhiều không việc gì phải vội cả. Anh lò đã tìm được một mép đá rất phù hợp để bổ dừa. Cứ cầm chắc quả dừa đập mạnh vào đấy là được. Chắc cách này anh mới học được từ Giang Cư Mận chứ mèo chưa thấy ai làm như vậy mà được cả. Ấy thế mà lại được mới hay chứ. Anh này trông đầu to mà óc cũng to hơn quả nho đấy nhỉ. Trước giờ mèo cứ tưởng đầu anh toàn óc tôm chứ. Trời nóng như đổ lửa uống được ngụm nước dừa mát lạnh nó tỉnh cả người. Bây giờ thì anh đã cực kỳ sẵn sàng để đi chinh phục đại dương rồi. Hôm nay những con cá này tới số với anh. Thấy anh lò cầm cây phóng lợn bọn cá như nhìn thấy ông ba bị. Chúng nó gắn motor vào đít chạy đi hết. Nhưng như thế thì có nhằm nhò gì. Chẳng qua toàn những con nhi đồng thối tai nên anh mới tha cho. Chứ để anh bắt gặp con nào siêu to khổng lồ thì anh nuốt cả xương. Bắt được một con cá đầu tiên mà anh đã đổ máu rồi. Nhưng vạn sự khởi đầu nan, gian nan không được nản. Bây giờ anh đang cảm thấy sôi máu hơn bao giờ hết. Cây phóng lợn liên tục được phóng ra nhưng có trúng hay không thì anh không biết. Tài năng thì có hạn nhưng thủ đoạn thì vô biên. Anh lò đã tóm thêm được một con nữa nhưng lại để nó sổng mất. Đúng là cay hơn ăn ớt mà. Sự chú ý của ta lỡ va phải vào con hải sâm siêu to khổng lồ. Thế thì chú em lại được lên bờ chơi trò nấu ăn với anh rồi. Một buổi săn bắt khá thành công trong cuộc đời anh lò. Hai con cá trà bu và một con hải sâm là đủ cho bữa tối nay rồi. Túm cái váy lại thì công việc này cũng dễ. Anh làm phút mốt là xong. Cứ đà này chắc anh ở lại đây luôn chứ chẳng về cho mụ vợ nó hành xác nữa. Đồ ngon cảnh đẹp không lo nghĩ gì. Cuối cùng con dao găm cũng được phát huy tác dụng vốn có. Anh nhẹ nhàng lấy hết nội tạng phía trong hải sâm ra. Nhìn thôi đã thấy dai giòn sần sật. Con này đem đi nướng thì ngon hết nước chấm. Bây giờ anh lò sẽ nhóm bếp và đưa hai con cá kia lên nướng chui luôn. Nghe bảo nướng như này sẽ giữ được hương vị biển cả và sự tươi ngon của cá. Chẳng mấy chốc món ngon đã ra lò. Bây giờ là lúc anh hacker lò được thưởng thức chiến lợi phẩm của mình. Đúng là cái gì tự mình làm ra cũng thấy nó ngon hơn nhiều. Rõ là cá nóng mà ăn vào mát lòng mát ruột. Món cá này mà đưa ra nhà hàng 5 sao cũng không phải ít tiền đâu. Cứ tưởng thế là ngon ăn rồi nhưng không. Món hải sâm nướng đã chuyển thành hải sâm bóng đêm. Chính anh lò cũng chịu thua, bó tay chấm com. Nó vừa dai vừa ghét, không thể ăn nổi. Vậy là anh lò đã kết thúc một ngày sinh tồn trên hoang đảo Bình Dương. Không biết trong những ngày tiếp theo anh sẽ làm gì để sống sót. Các bạn đừng quên đón chờ nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đồng hành cùng Mèo Ú suốt thời gian qua. Đừng quên tiếp tục ủng hộ Mèo Ú trong thời gian tới nhé. Mèo Ú yêu tất cả các bạn.